Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lốc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ giải mật mã nhận chìa khó cũng như là mở thẻ Hamster Combat ngày hôm nay. Đó là ngày 18 tháng 9 nha các bạn. Rồi thì hiện tại dự án của chúng ta đang dần đi đến hồi kết rồi nha các bạn. Và hiện tại khi mà các bạn đăng nhập vào ứng dụng của chúng ta các bạn sẽ thấy cái phần thông báo đếm ngược của nó nè đó là phần 1 sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 nha các bạn à, tất cả các thành tích trong trò chơi của bạn sẽ được chuyển đổi thành token đó là à, HMSTR nha các bạn rồi và hiện tại bạn nào mà chưa liên kết với sàn giao dịch đó thì các bạn liên kết gấp cho mình trước ngày 20 thôi nha các bạn nha các bạn đây là ngày nó thông báo là ngày 26 tháng 9 là nó sẽ listing nha rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành giải mật mã ngày hôm nay nha các bạn. Thì mật mã của chúng ta ngày hôm nay đó là cái chữ Binance nha, sàn Binance đó các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn bấm chữ B nha, chữ B thì các bạn đề chấm 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 nha. Đề thả chấm 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 nè. Rồi và bây giờ các bạn bấm chữ Y ngắn nha, chữ Y ngắn thì các bạn bấm hai chấm liên tiếp nha. một hai chấm nè. Rồi và bây giờ các bạn bấm chữ N nha, chữ N thì các bạn đề chấm nha. Đề thả chấm rồi và bây giờ các bạn bấm chữ a nha chữ a thì các bạn chấm đi nha chấm đi thả rồi và bây giờ các bạn bấm chữ n nha chữ n thì các bạn đi chấm đi thả chấm rồi tiếp theo các bạn bấm chữ c nha chữ c thì các bạn đi chấm đi chấm nha đi thả chấm đi thả chấm rồi và bây giờ các bạn bấm chữ e nha chữ e thì các bạn bấm một chấm nè rồi như vậy là mình đã giải mật mã thành công ngày hôm nay nha các bạn và bây giờ mình sẽ tiến hành mở thẻ kết hợp hàng ngày. Rồi và cái thẻ đầu tiên các bạn bấm cho mình vào cái mục BI and tim nè. Các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ này cho mình nha. Đây cái thẻ Big Deep tim nè, cái thẻ hai hai cái hình bắt tay nè. Các bạn mở thẻ này nha. Rồi và cái thẻ thứ hai các bạn bấm vào cái phần market nha. Rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ cái thẻ meme nha, một thẻ này nha. rồi như vậy là mình đã mở hai thẻ thành công nè rồi và cái thẻ thứ ba các bạn cũng bấm vào cái phần bi team nha các bạn các bạn kéo xuống các bạn mở cái thẻ này nè cái thẻ Hamster book nha các bạn các bạn mở thẻ này cho mình nha nhưng mà cái thẻ này thì mình hiện tại không đủ tiền nha các bạn tại vì mình đã nâng cấp lên level 24 rồi cho nên không đủ tiền mở thì các bạn mở cái thẻ này là đủ ba thẻ nha các bạn rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành là để video giải mật mã cho các bạn xem nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau